Vâng, xin chào anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Kênh Trần Hà Audio hôm nay giới thiệu cho anh em ba sản phẩm đôi loa JBL 4410, dòng Studio Monitor, dòng kiểm âm và được đánh giá rất cao, để cho anh em được ra chất âm rất là chi tiết và rất nét và rất chuẩn xác. Và con âm ly Đờ Nông 390 4 la mã, hiện nay em đang test với cả con JBL, đôi JBL và Marang PM 74D. Anh em đang xem cái kênh của em thì cũng nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông để anh em theo dõi thêm những cái mẫu hàng mới nhất mà em phát sóng lên trên kênh của em. Và anh em nào thấy kênh của em nó hay thì anh em cũng bình luận để bài được luôn luôn được đẩy lên để cho nhiều người biết đến. Và bài nào mà nó không hay thì anh em cũng đóng góp giúp cho em để em cải thiện cái kênh của em ngày càng tốt hơn. Vâng, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đôi loa trước cho anh em. Đôi loa này thì sở hữu là ba đường tiếng, loa bát 25, mic là 12 và con chép dom titanium mà rất là đặc trưng của hãng, mà được nhiều người biết đến. Và cái dòng này nó được độc quyền đây, cái khứa các cái cạnh của con tita đây, cả bên này nữa đây, rất là đẹp. Chung giấy gần mút hết anh em nhá, chung giấy gần mút hết. Và có hai cái tinh chỉnh mic và chép. Loa thì nó cấu tạo là màng thì là màng bằng giấy, nhưng tráng một lớp thì em cũng chưa tìm hiểu thêm. Nó lớp rất đen đen và gân mút và nón giấy rất đẹp. Gông của nó là gông đúc nha anh em nhé, nên chất âm rất hay. Và con này thì nó có một cái lỗ thông hơi bằng nhựa ở trên, nó rất là đặc trưng. Con này nó cũng hơi bị nhăn một tí nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Còn gân mút vẫn zin hết anh em nhé, gân mút vẫn zin hết anh em nhé. Và con này rất là sở hữu một cái lớp gỗ lạng rất là đặc trưng, mà riêng dòng monitor này ấy là năm mặt loa đều là gỗ ván lạng hết. Đấy, năm mặt loa đều gỗ ván lạng hết anh em nhé, vuông thành sắc cạnh rất đẹp. Đây, em quay cho anh em xem các góc cạnh rất là đẹp luôn. Đây, các cái góc cạnh rất vuông thành sắc cạnh. Ở đằng sau và mặt dưới cũng đều là mặt ván lạng hết anh em nhé. Mặt ván lạng hết. Thì cái dòng này thì là dòng cầu loa bắp chuối, có thể làm mỏ chim, có thể anh em mình vặn ra có thể đấu mỏ chim được. Đây, cái số seri của nó là 476554. Con này là 482316. Mặc dù có thể là đôi loa này nó khác nhau, nhưng mà em nhìn cái vân gỗ lạng nó cũng gần như giống như nhau hết. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Đấy. Con này có độ nhạy rất cao anh em nhé. Con này độ nhạy của nó là 94 dB, nên là trở kháng 8 ohm. Và công suất của em này, một đôi này thì là theo như em đã tìm hiểu trên trang web của JBL, thì con này sở hữu là 125W trên một thùng công suất. Và chiều cao của nó là 60, ngang là 37 và sâu là 30. Ở đây
Đây là e căng của nó đây, JBL đây. Rất là đẹp đấy nhá. Đấy. Nó cái của nó màu xanh, cái vải của nó màu xanh. Đấy. Con này trở kháng 8 ohm nên là cũng rất là dễ ghép loa, rất dễ ghép loa. Rồi quay lại sang cái sản phẩm, à em xin lỗi, em báo giá luôn với đôi loa này, em bán với giá là 14.700.000, giá không bao ship anh em nhé, 14.700.000. Vâng, xin em xin quay sang cái âm ly Đờ Nông 390-45 mã. Để anh em xem con này điện là 100V, công suất của nó là 135W. Con này với về với tình trạng là rất đẹp luôn. Để em lia cho anh em xem, lia cho anh em xem. Và em đang ghép với đôi JBL, công suất của nó cũng rất là lớn đây, anh em nhìn này. Con này về với tình trạng rất đẹp và nguyên zin. Đây, em ở đây là nút nguồn, cầu A, cầu B, bát, chép, ba lăng và lốt led. Đây là volume tổng. Đây nút direct. Đây là rề ao để cho nút thu. Còn đây là các cái cổng vào khi anh em cắm. Đây em đang cắm cổng CD, thì khi mình chuyển CD thì nó có nút đỏ đây. Ví dụ như mình cắm đường tuner thêm một cái sản phẩm nữa, đường nữa vào thì là nó sẽ ở bên này, thì là đường vào. Đây. Đây. Con này về với tình trạng nguyên zin và đẹp, rất đẹp luôn. Đây, đây là các cái mặt sau của nó đây. Đấy. Còn rất là sáng, không bị gì biết các thứ nhé. Thì đây là các cái đường vào, tuner CD, phono, aux, test B1, test B2. Và đặc biệt là con này là có cái nút dày ao, anh em có thể là cắm được qua vào đường xuống đường súp hoặc là xuống một con đây để anh em mình có thể làm một con này là thành dây. Và công suất của con này thì là cầu A và cầu B đánh độc lập thì 4-16 ohm, và cầu A cầu B đánh hai cầu cùng một lúc thì 8-16 ohm. À, anh em lưu ý khi mà ghép hai đôi loa thì nên chọn những cái đôi loa nào mà nó trên 8 ohm. Và đây là các cái thông số của nó. Đờ Nông Bác 3 390-45 mã. Điện là 100V, công suất 135W. Dòng điện xoay chiều 50-60Hz. Sản xuất tại Japan nhé. Và đây. Con này em báo với tình trạng rất đẹp và các chức năng nguồn nguyên zin anh em nhé. Thì con này em bán với cái giá là 3.700.000, giá bao ship cho anh em toàn quốc. Và đến một cái sản phẩm thứ ba, anh em để em quay chiếc cho anh em. Con Marang 74D đẹp keng luôn. Đấy. Rất đẹp. Con này điện 100V, công suất tiêu thụ của nó là 220W. Hai má gỗ rất đẹp luôn, bóng lộn. Rất đẹp luôn. Con này là chiều cao của nó là 14cm. Bề ngang là 46 và chiều sâu là 37. Ở đây là nó có bát với cả chép, là đánh độc lập theo các vế, điều chỉnh độc lập theo các vế. Khi anh em có thể điều chỉnh ở các cái góc độ nghe khác nhau để anh em có chuyển. Con này nguyên zin và rất là đẹp luôn. Đây nút nguồn, cầu A, cầu B,
đây là stone, đây là cắt cái tần để direct, nghĩa là anh em không chỉnh được bass tép. Đây tép B1, mono, mono, phono, load net, mono và nước direct. Đây là các cái cầu chuyển các cái đầu như CD, phono, tuner. Và đây volume tổng đây. Ở đây là 35. Đây là nút reout để khi anh em thu. Để em sẽ quay dần xong. Quay dần xong cho anh em xem. Hiện nay em đang còn mấy con ma răng 74D đây. Đấy, em cứ tượng trưng cho anh em một con trước để cho anh em xem. Toàn đẹp hết nhé. Các cái cổng vào như CD mấy cả phono thì đều mạ vàng. Đấy. Điện 100V. Điện xoay chiều 50-60Hz. Công suất tiêu thụ của nó là 220W, sản xuất tại Japan. Đây cầu loa đây cũng thế này, cầu 1 và cầu 2 đánh độc lập thì 4-16 ohm và hai cầu thì 8-16 ohm. Đấy. Và đây là các cái ổ cắm để anh em cắm thêm với những cái thiết bị. Anh em nhìn những cái con đồng, con vít đồng nó còn đỏ âu. Đấy. Đấy, anh em xem con vít đồng đỏ âu. Đấy. Các cái chức năng thì hoạt động hoàn hảo hết anh em nhé. Con này chức năng hoạt động hoàn hảo hết và nguyên zin. Cam đoan cho anh em, nếu mà anh em nào mà mua thì em bảo hành cho là 1 tháng và một đổi một luôn tất cả các thứ, và đẹp với tình trạng như thế này. Em bán với giá là 8.800.000 đồng, giá bao ship cho toàn quốc. Đấy, anh em nhé. Ở đấy thì anh em cân nhắc xem. Em còn rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là Đờ Nông 390-45 mã, em có cả màu vàng, có cả màu vàng. Hiện nay em chỉ có mỗi một con màu đen này thôi. Còn ma răng thì em có tất cả là 3 con. Thì hiện tại thì em mới giới thiệu cho anh em một con để cho anh em xem được là rất là đẹp và nguyên zin. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Và anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì cũng vào cái số Facebook hoặc số Zalo của em để xem, anh cho em xem, cho xem những hình ảnh chi tiết thêm và theo dõi thêm những cái mặt hàng mà em đã bán thường xuyên. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.